Máy bay cảnh sát biển Nhật chưa được phép vào đường băng trước va chạm. Nhật Bản công bố ghi âm điện đàm tại sân bay Haneda cho thấy máy bay DHC8 được lệnh dừng chờ ngoài đường băng trước khi va chạm với chiếc A350. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản hôm 3 tháng 1 công bố nội dung ghi âm điện đàm giữa kiểm soát không lưu tại sân bay Haneda với máy bay A350 của Japan Airlines và phi cơ tuần thám DHC8 315 thuộc biên chế cảnh sát biển Nhật Bản. Liên lạc bắt đầu lúc 17 giờ 43 phút khi máy bay A350 của Japan Airlines điểm danh kiểm soát không lưu hồi đáp và cho phép máy bay tiếp cận đường băng 34R, đường băng C tại sân bay Haneda. Gần 2 phút sau, kiểm soát không lưu thông báo máy bay Japan Airlines có thể hạ cánh mà không gặp vấn đề gì. Phi công trên chiếc A350 đọc lại chỉ dẫn để xác nhận. 17 giờ 45 phút, máy bay tuần thám mã hiệu GA722A của Cảnh sát biển Nhật Bản liên lạc với đài không lưu, nói rằng họ đang trên đường Lan C kiểm soát viên không lưu thông báo chiếc DHC 8 315 sẽ được cất cánh đầu tiên và yêu cầu phi cơ di chuyển đến điểm dừng chờ sát đường băng tại vị trí C5. Cơ trưởng DHC 8 315 xác nhận bằng cách đọc lại chỉ dẫn đang di chuyển tới điểm dừng chờ C5 thứ tự cất cánh số 1 cảm ơn phi công nói không có liên lạc nào giữa đài không lưu và hai máy bay sau thời điểm này. Chiếc A350 tiếp đất lúc 17 giờ 45 phút và va chạm với máy bay DHC8 315 trên đường băng. Quan chức Cục Hàng không Dân dụng Nhật Bản nói rằng, bản ghi âm cho thấy phi cơ cảnh sát biển chưa được phép vào đường băng cất cánh trước khi xảy ra tai nạn. Một quan chức cảnh sát biển Nhật Bản tiết lộ, cơ trưởng Genki Miyamoto đã thông báo với sở chỉ huy rằng máy bay được cấp phép tiến vào đường băng để cất cánh, nhưng thừa nhận không có dấu hiệu nào trong bản ghi âm thể hiện điều đó. Chúng tôi đang nộp tài liệu liên quan và sẽ hợp tác toàn diện với các nhà điều tra để đảm bảo áp dụng mọi biện pháp an toàn để ngăn sự cố này tái diễn, Bộ trưởng Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản Tetsuo Saito cho biết đài truyền hình nhật bản nhk trước đó dẫn lời quan chức bộ đất đai hạ tầng giao thông du lịch nói rằng vụ tai nạn có thể xảy ra do cơ trưởng cảnh sát biển hiểu nhầm chỉ dẫn từ kiểm soát viên không lưu fsf tổ chức an toàn hàng không tại mỹ cho rằng sai sót liên lạc điều phối không lưu thường đóng vai trò không nhỏ trong các vụ tai nạn hoặc suýt va chạm trên đường băng tình trạng thiếu các hệ thống điện tử để cảnh báo nguy cơ va chạm dưới mặt đất cũng là mối lo ngại sự cố xảy ra tại sân bay Haneda hôm 2 tháng 1 trong lúc máy bay A350 hạ cánh sau khi hành trình từ thành phố Sapporo tới Tokyo. Còn chiếc DHC6-315 chuẩn bị cất cánh để chuyển đồ cứu trợ tới khu vực bị tàn phá do động đất ngày đầu năm. Toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn của Japan Airlines sơ tán thành công trước khi ngọn lửa bao trùm phi cơ, ít nhất 17 người bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Cơ trưởng máy bay cảnh sát biển thoát hiểm và bị thương nặng, 5 người còn lại trên máy bay không qua khỏi. chuyến bay cứu hộ trở thành thảm kịch ở Nhật. Nhiệm vụ cứu hộ nạn nhân động đất của phi cơ cảnh sát biển Nhật biến thành thảm kịch khi nó va chạm với máy bay chở khách, khiến 5 người không qua khỏi. Thiếu tá Genki Miyamoto, 39 tuổi, ngày 2 tháng 1, nhận lệnh từ sở chỉ huy điều khiển máy bay tuần thám cứu hộ Bombardier DHC-8-375 của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản, GCG, chở hàng cứu trợ từ sân bay Haneda tới tỉnh Niigata, để hỗ trợ các nạn nhân thảm họa động đất một ngày trước đó. Cùng thực hiện nhiệm vụ lần này với thiếu tá Miyamoto còn có phi công phụ, chuyên viên điện đài, chuyên viên vận hành radar tuần thám, cơ giới trên không và kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay. Miyamoto được đánh giá là phi công dày dặn kinh nghiệm với 3.641 giờ bay tích lũy, trong đó 1.149 giờ ở vị trí cơ trưởng. Anh bắt đầu điều khiển dòng DHC-8-315 từ đầu năm 2017 và được biên chế cho căn cứ Haneda của JCG từ tháng 4 năm 2019. Bombardier DHC-8-375 là dòng máy bay tầm trung hai cánh quạt, được trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại và radar quét mặt biển, đồng thời có khả năng chở hàng khi không làm nhiệm vụ tuần thám. Máy bay có thiết kế đặc biệt với phần cánh được bố trí ở phía thân trên, giúp những người bên trong có thể dễ dàng quan sát mặt biển bên dưới qua cửa sổ. Tuy nhiên, thiết kế này được các chuyên gia coi là một trong những nguyên nhân có thể gây ra thảm kịch với chiếc DHC-8-375 trong vụ va chạm với máy bay chở khách Airbus A350-900 của Japan Airlines trên đường băng sân bay quốc tế Haneda, Tokyo ngày 2 tháng 1. Khoảng 17 giờ 43 phút hôm đó, thiếu tá Miyamoto điều khiển phi cơ từ bãi đỗ chạy theo đường lăn để tiếp cận đường băng 34R ở sân bay Haneda. Anh liên lạc với sở chỉ huy cảnh sát biển, thông báo đã được kiểm soát viên không lưu sân bay Haneda cấp phép tiến vào đường băng để cất cánh. Cùng lúc đó, máy bay A350 chở 379 người tiếp cận đường băng 34R sau khi nhận lệnh từ kiểm soát viên không lưu. Theo dữ liệu ghi âm điện đàm trên trang live ATC, từ trên buồng lái máy bay A350, phi công nhiều khả năng không thể nhìn thấy chiếc Bombardier dhc 8 375 nhỏ hơn nhiều đang chạy ra đường băng. Lúc đó trời đã tối và thiết kế của chiếc máy bay tuần thám khiến đèn nội thất trên khoang của nó bị phần cánh che khuất khi nhìn từ trên cao. Ngay khi chiếc A350 hạ cánh, hành khách nghe thấy tiếng nổ lớn, tiếp theo là đám lửa khổng lồ bùng lên và khói nhanh chóng tràn vào khoang. Chiếc máy bay khổng lồ trượt trên đường băng, ngọn lửa từ bên trái dần lan rộng. Điều kỳ diệu là toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã sơ tán an toàn khỏi phi cơ trong khoảng 5 phút trước khi nó bị lửa nhấn chim. Ở đầu đường băng, máy bay tuần thám không may mắn như vậy, phi cơ cũng bị biến dạng và bắt lửa sau cú va chạm rồi cháy rụi. Thiếu tá Miyamoto kịp thời thoát ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng, nhưng năm đồng đội của anh đã không qua khỏi. Theo Sally Gathin, chuyên gia hàng không tại Anh, việc máy bay tuần 8 không được trang bị bộ phát đáp ADS-B hiện đại có thể là một lý do nữa khiến va chạm xảy ra. ADS-B giúp tăng khả năng nhận diện và xác định vị trí giữa các máy bay, trong đó có những thông tin quan trọng để tránh va chạm như vị trí trên hệ thống định vị toàn cầu GPS, độ cao và vận tốc. Thông tin từ ADS-B được truyền về vệ tinh GPS và chuyển tiếp theo thời gian thực tới các khi chuẩn bị cất cánh. Giới chức Nhật Bản ngày 3 tháng 1 thông báo đã tìm thấy hai hộp đen trên máy bay cảnh sát biển và sẽ truy xuất dữ liệu để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với máy bay trước khi gặp nạn. Cảnh sát Tokyo cũng mở cuộc điều tra song song về nghi vấn thiếu trách nhiệm gây ra tổn thất về người và đã lập đơn vị đặc biệt để phỏng vấn những người liên quan. Giới chức an toàn hàng không Nhật Bản cùng JCG cho biết họ sẽ cần nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân của thảm kịch cũng như các yếu tố kỹ thuật, con người và điều kiện khách quan. Tuy nhiên, giả thuyết có sai sót trong khâu liên lạc giữa phi công và tháp kiểm soát không lưu đang được lưu ý hơn cả. Đại truyền hình Nhật Bản NHK dẫn lời quan chức Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch nói rằng vụ tai nạn có thể xảy ra do cơ trưởng máy bay cảnh sát biển hiểu nhầm chỉ dẫn từ kiểm soát viên không lưu. Câu hỏi đầu tiên cần được làm rõ là liệu chiếc máy bay tuần thám đã tiến vào đường băng hay chưa và vì sao điều này diễn ra. Paul Hayes, giám đốc an toàn hàng không tại hãng tư vấn Asen ở Anh nhận định. Chuyên gia Githin cũng cho rằng cuộc điều tra cần làm rõ điều gì xảy ra trong khâu liên lạc giữa hai bên. Chưa rõ lý do là gì nhưng dường như chiếc máy bay nhỏ hơn đã có mặt ở sai vị trí và sai thời điểm, gây thì nói. John Coates, cựu điều tra viên tai nạn hàng không tại Mỹ cho rằng cuộc điều tra tại Nhật Bản cần ưu tiên tập trung vào chỉ thị của tháp kiểm soát không lưu, sau đó đánh giá nguyên nhân phi công Japan Airlines không nhìn thấy chiếc máy bay tuần thám khi chuẩn bị hạ cánh. Theo tổ chức tư vấn quỹ an toàn bay FSF tại Mỹ, sai sót trong liên lạc và điều phối máy bay thường là nguyên nhân dẫn tới các vụ va chạm hoặc suýt va chạm trên đường băng. FSS khuyến cáo các hãng hàng không cần phát triển và trang bị công nghệ định vị tốt hơn cho máy bay để nhân viên không lưu và phi công phát hiện rủi ro va chạm sớm hơn. Rủi ro va chạm trên đường băng là nỗi lo toàn cầu. Chúng ta đã thấy hệ quả của những sự cố nghiêm trọng tới mức nào, CEO Hassan Sahidi của FSS nhận định. Sau khi thoát ra khỏi chiếc máy bay biến dạng sắp bị bốc cháy, thiếu tá Miyamoto lập tức điện đàm với sở chỉ huy thông báo máy bay phát nổ trên đường băng. Tôi đã thoát hiểm, không rõ tình trạng của những đồng đội trên máy bay, anh nói thi thể năm đồng đội của Miyamoto đã được tìm thấy khi lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy trên phi cơ điều đau lòng nhất là họ đã không qua khỏi khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nạn nhân động đất roger whitefield cựu phi công anh cho biết